Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Minh Mộc TV nhá. Thì hôm nay cũng nhân cái bữa cơm chuẩn bị tiếp đãi anh em ấy, thì thú thật là lâu lắm rồi mình chưa ra video cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ ra một cái video cũng về nội dung ăn uống. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món gọi là món đặc biệt, đặc sản. À, tiêu hổ. Đấy, thì mời các bạn quý vị và các bạn chú ý theo dõi nhá. Đây nha, anh em nhá, đây là món tiểu hổ, lẩu tiểu hổ rau má, lẩu mèo rau má đấy. Đây, bởi vì do cái chính sách của YouTube liên quan đến giết mổ cho nên là mình không quay các cảnh giết mổ. Đây là mình chỉ quay cái, đây là thành phẩm mình đã ướp và mình đã chuẩn bị xong hết rồi này. Thì đầu tiên là cái thịt mèo này các bạn sẽ chặt hình bao diêm ra cho mình nhá. Đấy, sau đó các bạn sẽ ướp thêm sả, giềng, mắm tôm, nhất là cái tương, gừng, mì chính. Đấy, rau ăn kèm thì gồm có rau má thì không thể thiếu rồi này, rau mùng tơi này, chuối xanh này. Đây nước dừa các bạn nhá, nước cốt dừa và bia thì mình sẽ cho lẩu. À, đây là tương gừng và mắm tỏi thì để mình chút nữa mình sẽ chấm. Đầu tiên là cái thịt mèo là các bạn sẽ đảo qua, xào qua cho lên cho mình nhá. Sau đó bắt đầu các bạn mới đổ nước vào để mà đun lẩu nhé. Đấy, có nước dừa và bia này. Đấy. Đây mọi người nhá, để thực hiện cái món lẩu tiểu hổ rau má này thì đầu tiên là cái thịt mèo này các bạn sau khi ướp các bạn được khoảng tầm nửa tiếng ấy thì các bạn đảo qua cho mình cho nó săn đi nhá. Đấy, khi đảo săn xong rồi thì bắt đầu lúc đấy mình sẽ cho nước dừa và bia vào. Đây mọi người nhá, sau khi đảo được khoảng 5 phút thì là lúc này mình sẽ tắt bếp và mình cái này thì khi mà ăn lẩu thì các bạn sẽ xúc ra nồi lẩu và ăn đến đâu mình cho vào đến đấy các bạn nhé. Đây mọi người nhá, sau khi mà các bạn múc ra nồi lẩu thì đầu tiên các bạn sẽ cho bia vào trước nhá. Khi đun sôi bia được khoảng tầm 3-5 phút thì các bạn mới cho nước dừa vào nhá. Đặc sản cho các dân nhậu. Toàn bộ rau ăn kèm với lẩu này, không thể thiếu rau má này, chuối này, mùng tơi này, nước chấm thì có tương gừng với cả mắm tỏi ớt này, với nước dừa này. Không tìm được giải pháp đột phá cho các tranh chấp thương mại là kết quả của cuộc đàm phán giữa các quan chức thương mại cấp cao của Nhật Bản và Hàn Quốc. Đừng uống không hết đấy, tuy nhiên, nước cam kết sẽ còn lậu Tết của Nguyên rất là cái nội dung của này đâu. Hả? Thì thứ uống không hết em sách về nha. Biết thế đã. Biết nói thật thì uống hết chuyện nuốt rồi thì cái sách về em đổ rượu vào không được. Có mặt là có cho không? Tuấn Trần nó bảo rồi, nó bảo là đến nhà nó chỉ được uống rượu thôi, không được mang rượu về. Hàn Quốc cho biết họ đã đề nghị Nhật Bản dỡ bỏ các rào cản xuất khẩu và quay trở lại tình trạng trước ngày 1 tháng 7 năm 2019. Tuy nhiên Nhật Bản cho rằng Hàn Quốc đã không còn là đối tác thương mại đáng tin cậy. Còn nước dừa này đâu? Cần tiếp tục được duy trì. Các nhà quan sát nhìn nhận về mặt đất an toàn. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong chuỗi sự cố tại ngoài ở xã Tổng Đá cho bác sĩ đây để mày đi hay em bốc đấy. Tháng trước một vụ nổ lò than tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc đã khiến 15 người thiệt mạng. Nguyên nhân được cho là do hoạt động khai thác bất hợp pháp. Cái này của nó có cả sánh lại cái đầu môn mà cái lực hôm mà anh em uống đầu môn hơn nói anh xin mẹ mày hôm đấy mình anh em mình mua anh em được một chén đi có một phút uống nhiều nhất thôi uống được hai ba chén.
uống từ bảo này uống nhưng mà xin lúc này cắt mang về đổ rượu vào để tết uống tiếp rồi. Mấy hôm nữa anh lấy cái gì để anh mời anh em? Cá rồi lá rau. Rượu thì có bình khác thì. Rồi, mời anh em nhá. Anh em. Sao quay thế à? Quay mà. Mua trứng của mình là to lên liên tục. Cái này rượu gì? Cái này là rượu của lẩu cái hoa vàng. Phỏng vấn là bác sĩ xem là một mình vừa một mình đang cái cả cái cho
mà thứ nhất là mình nhỏ con mà mình dám đá được như thế là cái đợt mà sau cái U23 ấy là công nhận là cái thể lực của mình nó hồi dưỡng lên nhiều. Bọn Hùng Dũng với cả bọn ở trong đội tuyển nó bảo là ông Bắc ấy là lần nào về quê cũng mang cho nó là hết nào sâm rồi là hết này kia gọi là quan trọng nhất là dinh dưỡng. Ông tuổi của anh đội ngũ dài rất thuật kia nhiều lắm, mỗi một mán là một nhà có một dương đá không nhạc 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 ngon có hút rồi chú cho một cốc nước vào nó ngon bắt đầu uống nó cũng kiểu là tóm lại là đứng lên sách thì về mày ăn gì về uống thế uống mình ăn chú thấy về uống mình ngon hơn để ngồi đây anh em ngồi đúng không nào đấy